Lời xin lỗi vô nghĩa của công ty nước sạc sẽ sông đà Sáng 25 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư nước sạc sẽ sông đà cô đã có thông cáo báo chí thừa nhận trợ ác ghi nhiệm của đơn vị và xin lỗi cờ ác ghi hàng về sự cố dầu thải bị đổ trộn tràn vào nguồn nước phát triển của công ty này tại Hòa Bình. Chúng tôi xin được cung cấp nước vì trong kỳ xảy ra sự cố tương đương một tháng tiền nước, thông cáo của Cô nhấn mạnh. Bên lề kỳ họp quốc hội chiều 25 tháng 10, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, sự cố nước sạc sẽ sông đà bị ô nhiễm dầu thải gây bức xúc những ngày qua dù có cái rủi ro nhưng cũng lại có cái may. Theo ông Quốc, cái may chính là từ sự cố này chúng ta thế hệ phát sinh ra điều cực kỳ nguy hiểm, đó là cờ ác kiểm cơ quan quản lý nhà nước không niềm nở nhiều đến an ninh của người dân trong việc sử dụng nước. chúng ta có thể lên án những người làm sai như ở công ty nước sạc sẽ sông đà, nhưng không thể không nhắc đến trợ ác ghi nhiệm của những cơ quan công dụng, chỉ dẫn liên quan. Giả dụ không phải là dầu thải mà là chất độc hại hơn hay không phải là sự vô ý thức mà là âm mưu, ý đồ thì cái gì sẽ xảy ra? Do vậy, nói trong cái rủi ro có cái may là ở chỗ đó, ông Quốc nêu. Ông nói thêm, qua sự cố này cũng là điều cảnh tỉnh về việc có những dịch vụ công liên quan đến sự an nguy đến sức khỏe, tính mạng của người dân như nước sạc sẽ mà nhà nước không nên cho xã hội quá toàn bộ. Nam đại biểu quốc hội này cũng nhấn mạnh, ông không đóng ý với việc công ty nước sạc sẽ xong đà xin lỗi và xin được cung cấp nước ri, nhưng lại ri trong kỳ mà nước sinh hoạt bị ô nhiễm dầu thải. Tôi nghĩ lời xin lỗi đó vô nghĩa ở đây cứ xử lý theo luật và xử đến nơi, đến chốn, gì phải răng đe. Nếu chúng ta còn để nhờn thì sẽ phải gánh chịu những thành quả lớn hơn nữa, ông Quốc nêu quan điểm. Công ty nước sạc sẽ sông đà rất không nghiêm túc trước sự cố nghiêm trọng. Đại biểu Nguyễn Anh Trí giáo sư Y khoa, đoàn Hà Nội, nêu rõ lời xin lỗi sau hơn nửa tháng xảy ra sự cố thế hệ được phía công ty nước sạc sẽ sông đà đưa ra là muộn màng việc xin được cung cấp nước ri trong kỳ xảy ra sự cố của công ty nước sạc sẽ sông Đà Lạt không thể chấp nhận được, ông Trí nhấn mạnh. Trên góc độ chuyên gia y khoa, giáo sư Trí cho rằng, ông có theo dõi và thấy, thành quả xét nghiệm cờ ác kiểm mẫu nước sạc sẽ sông Đà những ngày qua cho chỉ số bình thường, tốt. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí với tư cờ ác ghi nhà khoa học về ghi khoa tôi nói luôn, tất nhiên cờ ác kiểm chỉ số đó mình cũng tin để dùng, nhưng nói rất thật khi đánh các mức cờ ác kiểm chỉ số thì có những chỉ số mang tính chất chỉ điểm thôi. Cụ thể, trong nước có thể 20-30 loại di khuẩn, nhưng người ta chỉ dùng một chỉ số chỉ điểm như E.coli. Cho nên, điều quan trọng nhất là nguồn gốc nước vào phải an ninh, giáo sư Trí nói. Ông chia sẻ, lâu nay bản thân ông vẫn nghĩ nguồn nước sạc sẽ sông Đà được lấy từ khu vực giữa lòng biển sông Đà, nhưng sau sự cố này thế hệ biết rõ, nguồn nước lại được lấy từ biển đồng bài và xung quanh an ninh, an ninh không có. Việc đổ dầu thải rất ác kiểm nhưng cũng có cái hay là nói lộ ra nhiều vấn đề. Nếu không phải dầu mà họ dứt hamil ác kiểm quá vật thì chúng ta sao biết được, bởi nước về đến đây đã hết mùi rồi hoặc những chất độc cờ ác kiểm mà trong chỉ tiêu đánh rét mức không có sẽ vô cùng nguy hiểm. do đó sau sự cố này tôi cho rằng vấn đề số 1 vẫn là an ninh nguồn nước ông trí đưa quan điểm nguyên diện trưởng diện quyết học truyền máu tư nhìn nhận việc công ty nước sạc sẽ sông Đà chỉ đưa ra một cái thông cáo trong đó có lời xin lỗi còn hai buổi họp báo trực tiếp lại không có một lời xin lỗi nào là sự rất không nghiêm túc trước một sai sót chứ không muốn nói là tội rất nghiêm trọng trước nhân dân Ông cho rằng, tùy thuộc vào thiệt hại, người dân có quyền khởi kiện, yêu cầu đơn vị này bồi thường. Từ ngày 10 tháng 10, người dân cờ ác kiểm quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, phát hiện nước sinh hoạt có mùi dầu hắt như dầu cháy. Trước đó, cơ quan công dụng xã kiểm định, một chiếc xe tải chở dầu nhớt thải đã đổ trộn vào cơ núi xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn Hòa Bình. Mưa to làm dầu lan vào kênh dẫn của nhà máy nước sạc sẽ sông đà cán bộ công ty phát hiện dầu thải từ sáng 9 tháng 10 nhưng không báo cơ quan công dụng. Ngày 11 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước xét nghiệm dự kiến có thành quả sau 7 ngày. Nhưng chỉ 4 ngày sau, thị trấn lên tiếng nước bị nhiễm độc chỉ nên dùng tắm giặt, không nấu ăn. Nước sạc sẽ bị ô nhiễm làm đảo lộn cuộc sống của 250.000 hộ dân Hà Nội. Ngày 22 tháng 10, thành phố Hà Nội lên tiếng nước sông đã có thể ăn uống nhưng nhiều cư dân chưa dám sử dụng nước này mà vẫn dùng nước bình đóng chai. Cũng liên quan đến vụ việc đổ trộn dầu thải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố lệnh cầm tạm giam 2 tháng để phục vụ công tờ ác kiểm điều tra đối với ba bị can thực hiện hành vi xả chất thải ba đối tượng gồm Lý Đình Vũ 1982, Nguyễn Trưng Đại 1994, cùng trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành Bắc Ninh và Hoàng Văn Thám 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan Lạng Sơn, bị cầm về tội gây ô nhiễm môi trường, theo khoản 2, điều 235 bộ luật hình sự năm 2015. Nguồn dầu thải cũng được xác kiểm định tuồn ra từ công ty cổ phần vốn sứ Thanh Hà cách thực hiện phú thọ,